Anh nghe rõ mà, anh nghe rõ Có, không nói mình mà. nghe rõ này, nghe rõ, nghe Dạ rõ này. dạ tức là em có một cái vấn đề này anh muốn tham khảo qua ý anh, cái ánh nhìn của anh á. Tức là ngay đầu like thì em đã mượn mượn cái clip mà nói về cái cuộc đảo chính năm 1963 đó, đúng không ạ? Thì em đã Đúng đưa rồi, lên, thì ở đây tức đúng rồi. là có một luồng như trong trong cái những cái thế lực gọi là chống phá ở nước ngoài, em nói thẳng luôn là những cái ông mà chống cộng cực Rồi. đoan á, ông lên ông Rồi. rêu ra, mà đặc biệt là cái tình hình ngày hôm qua mà bên đất nước mình mới xử cái vụ phúc thẩm của Đồng Tâm anh Đúng rồi. đã, thì mấy ông này á thì lúc nào á cũng một hai á, là kêu là cụ Kình, cụ này cụ kia, rồi rồi đáp rồi tổ chức đám giỗ cho ổng, rồi rồi làm rồi rồi rồi, 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 rồi xây dựng hình ảnh của ông Kình thế này, ông Kình thế nọ. Thì ý em nói á, trong khi cái công việc mà năm 1963 đúng không ạ, Đúng rồi. đó chính những người là tiền thân của họ, chính những sĩ quan, chính những gọi là tổ tiên của họ đã như thế mà họ không truyền lại cho con cháu mà cái lịch sử để mà mang ra bài học xương máu, thì họ không, chưa bao giờ mà nghe họ bảo là họ phải là kêu bằng cái này cái đó đó. Mà trong khi một cái đối tượng Lê Đình Kình là một tên tội phạm đã bị nhà nước Việt Nam chúng ta là xử rất là trong cái nguyên một cái ổ nhóm đó, đúng không? Ông Kình thì Đúng rồi. cái đối tượng Kình thì đã vấn đề là khi đã chết rồi, vấn đề đó của mình nói theo cái luật pháp luật là tên là không chịu cứu nữa, đúng không anh? Nhưng mà cái tội lỗi của ông đó Rồi. rất là to. Thì ý ở đây em nói là ở đây là tại sao họ, vấn đề là họ lại mượn, lại muốn xây dựng cái hình ảnh của ông Kình lên là kêu bằng cụ, anh thấy vô lý không? Anh thấy cái chuyện đó nó kỳ cục không? Trong khi, đúng không? Trong khi cả cái đầu họ như vậy, đúng không? Đó, năm 63 nó như thế nào, cái sự kiện nó ra sao thì họ coi như là chìm vào quên lãng. Và bây giờ trong khi một cái ông đối tượng là tội phạm ức ơ nào ở trong nước đó, thì họ lại bu vào, họ súng vào tất cả các diễn đàn ở bên đó, những thành phần gọi là chống cộng của đoàn bên đó, họ rêu rao họ là cụ Kình phải thế này, cụ Kình phải thế nọ. Thấy mắc cười không? Tức là thấy cái tư duy của họ nó có gì vấn đề ở đây không? Đấy, mình muốn 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 nói cái chỗ này thì cái chỗ đây thì thực tế ra là nó lợi dụng để bất mãn những cái người nào là không 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 ưng chế độ, thì nó kêu gọi là một số nhận thức thì nó đưa tiền vào để nó quấy rối và nó châm ngòi, tức là làm cho cái bạo loạn, đã làm quấy rối và làm loạn, làm cho đất nước nó không 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 lộn xộn và nó không biết tin ai. Thực tế ra là cái mục đích chứ nó biết thừa đấy chứ. Ta ông Nguyễn Văn Trỗi, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi mà mang là sự bắn 15 tháng 10 năm 1964 là đi đặt bom để giết Park Đông Nam là Mất người ra mà chủ tịch quốc ra. phòng đấy, đúng rồi, cái cầu cầu Công Lý đấy, và sau này đi tư hình nó còn cũng dọn mắt còn láo đến mức độ là lúc đấy ở Venezuela là quân Caracas ở thủ đô là bắt một tên đại tá Mỹ, là lúc đây là mình là đánh đổi đấy chứ, mình là đánh đổi ra là đã thống nhất đánh đổi, thì bên kia là quân du kích là bắt đầu thả đại tá Mỹ ra, thì nó bên này là sẽ thả Nguyễn Văn Trỗi, nhưng cuối cùng bên kia thả thì bên này nó mang Nguyễn Văn Trỗi ra nó tư hình đấy. Người ta có 20 tuổi ta chống cộng hay là ủng hộ cộng là để Đó, nó phải cái biết đó mới là thừa đúng đấy, là cái gương đấu tranh, đúng không anh? Cái đó nó mới đúng đâu là đâu một cái gương cái đấu tranh. tranh Thì đó, thì từ đó là cho khủng bố và tụi nó xử bắn. nó Với lại xử thế bắn nọ. chứ. Dạ, Nó xử còn trong bắn mà khi chứ đây là một mà một một cái đối tượng mà phạm tội khủng bố đã rõ ràng trong nước rồi, và có cả một cái tổ chức luôn, sau lưng luôn. Đúng chưa? có tổ Mà tụi chức nó lại nhưng tôn thờ, tụi nó mà đưa lên, tụi nó xây dựng hình ảnh. Anh thấy cái vấn đề là ở đây nó một cái tư duy nghe rất là kỳ cục không? Đó. riêng cái tàng trữ vũ khí là đã là phạm rồi, quân trang quân dụng rồi, mang cả lựu đạn với sang mà đánh ai, chống lại là những người thi hành luật pháp. Thì bây giờ quân đội và công an là cái người là chuyên chính vô sản để bảo vệ cái chế độ nhà nước, mà chế độ của nhà nước là bảo vệ dân, cuối cùng giang đi đất đất chung đến lại bố là đi ra thì bắt đầu sẽ bán được lấy tiền thì bắt đầu chia mỗi và xuất, ông là cái gì mà ông lấy đất của chung. Cái đất ở ta chỉ có quyền sử dụng đất chứ không quyền sở hữu đất, mà quyền sử dụng đất là cấp cho cái sổ là quyền sử dụng đất để anh sử dụng, còn đấy là đất là của chung của cái đất nước này, của cái tổ quốc này, chứ không có một cá nhân ai cả đấy. Người ta cấp cho đến mức độ nào đấy rồi sau thế nó làm, chứ còn trên phần đất anh sử dụng đấy là cái quyền sở hữu của anh làm nhà cửa anh đi, tôi mua anh không bán được anh mang đi được. Đất là đất của cái tổ quốc này, của cái bản đồ chữ F này, chứ có cá nhân ai mà ông là ông mang ông bán ông cho ông là cái ông ở xã mà trong đấy là hết thời rồi thì anh nghỉ vì hưu rồi yên phận với anh ấy.
chứ còn mang túi đảng ra, bây giờ người ta còn túi đảng hơn. Cho nên cái số mà gọi là thoái hóa biến chất cử quyền, chứ không có mang nói ra, để ra cái đoạn đó đâu. Bây giờ cái đất ông Dạ. loạn xì ngậu, nó muốn làm gì làm, cái đất nào đất nước nào cũng thế đấy. Ngày như đến ở ngoài đấy, hôm sáng nay mình xem một cái nhóm chạy nữ vòng trái đất à, đấy có một cái Dạ. tay nó cũng lúc nào mà nói cũng bên cạnh có cờ ba que đấy, nó nói là thế nọ thế kia, bố bên đấy chửi thoải mái, chửi tổng thống chửi thoải mái, ở đấy chửi thoải mái, súng mang thì thoải mái. Cho nên cái đoạn này là đi sát bên luật bên này mà súng cá nhân ba nó muốn tù cho anh là chứ đã biết cái luật này Việt Nam không cho là vũ khí cá nhân, tức là sống ở đâu phải có cái luật lệ ở đấy của đất nước đấy, đừng có mang đây có nước trên triều cổ chết trên triều cổ bọn đầu hồ chứ mang đá, nhưng mà phạm một luật có nên mang đá ném đá thì bây giờ ném cho chết chứ bây giờ sang đó mà nói. Cho nên là cái loại Dạ. này là hắn không 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 nắm được. Thứ hai là không nghĩ về quá khứ. Việt Nam ta hiện nay nói cho cùng ấy, thì hiện nay là Việt Nam ta từ 4.000 năm lịch sử đến giờ, chỉ có bốn, bản tuyên ngôn độc lập. Không biết là Quỳnh Thơ có rõ cái chỗ đây không, có Dạ. bốn bản tuyên ngôn độc lập, Cái này em cái chưa bản rõ tuyên anh, cái ngôn này em chưa nắm rõ. bận đấy. Thế là xem lại đi, là Dạ. bốn ba bản tuyên ngôn độc lập. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đấy là Dạ. của Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Dạ. Sơn Hà Nam Đế Cư này, có thuộc câu đấy không, Dạ. Nam Quốc Sơn Dạ. Hà Nam Đế Cư mà tuyệt nhiên định phận đại thiên thư là Sơn Hà thì lỗ đai sáng tạo dự ra hành khang thử bày hư đấy, tức là đất Nam vua Nam ở đấy, là cái cỡ Dạ. đầu tiên và cái tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ta là năm 1891 gì đấy, cái tầm đấy. Dạ. Tóm lại của Lý Thường Kiệt, sau đến 1428 thì của Nguyễn Trãi viết thì là một bài nữa à, và đến năm 45 là Bác Hồ ta tuyên ngôn thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Hòa, chỉ có ba bản tuyên ngôn thôi. Chứ lúc đấy không riêng là Ngô Đình Diệm không có một bản tuyên ngôn nào cả. Đấy, đấy với lịch Dạ. sử lúc nào xem xem lại là ta là chỉ có ba, đất nước Việt Nam là đến giờ phút này chỉ có ba bản tuyên ngôn cái khai sinh ra. Trên Dạ. nước Việt Nam Dân Chủ Hòa là từ không ngữ nằm bắt đầu từ nước An Nam của thằng Pháp đúng Dạ. không? Gọi cái chị cũng gọi là nước An Nam. Nhưng mình bây giờ đấy Dạ nó anh. cũng là khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Hòa mà. Đấy, trịnh trọng Dạ. tuyên bố với thế giới rằng đấy. Đấy, mà chính là trước khi cái câu nói đấy xong là bác có đưa là cả vào một ý của Pháp này, một ý của Mỹ này. Đấy, trong tuyên ngôn của Pháp và của Mỹ, của nước Mỹ là 1776 đấy, là có nói nhắc đến đấy, mọi người sinh ra đều có Dạ. quyền bình đẳng đấy. Đại khái có nói như thế, những cái câu đấy. Chứ bây giờ hắn bọn nó không biết đấy, chứ đừng có mang ra đến nơi lúc nào cũng là tay sai của Liên Xô rồi của Trung Quốc. Mà cái câu là mình muốn nói lại là cái chỗ là đánh cho cả Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, đánh Liên Xô, có phải đầy tớ thì thế mà đánh cho Liên Xô, đánh Trung Quốc. Đây không đánh Liên Xô mà không đánh Trung Quốc, mà cái câu là cả Liên Xô, cả Trung Quốc, cả xã hội chủ nghĩa, và cả xã hội chủ nghĩa là cũng ủng hộ Việt Nam là tuyến đầu của phong trào cộng sản quốc tế, là để đánh chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Và tay sai lúc đấy ta gọi là tay sai bán nước Ngô Đình Diệm rồi Dạ. đến Nguyễn Văn Thiệu đấy. Đấy, chứ còn mình thì có nghe lời của hội của bọn nó đâu, nói chứ coi là nó cứ nói trời nói đất, nhưng mình nghĩ là Dạ nghe anh. nó cũng cay à, nghe Thì cũng bởi cay vậy á. còn Thì bởi vậy tức trong là khi bây không giờ thì cái đám lâu la con cháu của họ thì lại vì cái mục đích gì đó. Đó giống như anh nói ví dụ thua là thua, đúng không? Chú Cầm nói thua là thua rồi thì đã âm thầm không phục. à, Thì lại bây đấy. giờ lại cố tình lại đi kiếm và xây dựng hình ảnh để lợi dụng người trong nước để làm những câu chuyện chống phá, Rồi giống như cái trong trong cái vụ việc Đồng Tâm không. Trước hết đó, cái đúng đối tượng rồi, Lê Đình Kình đó, với vai trò tổ chức cầm đầu và hành vi vi phạm chủ pháp luật mưu là mà cực kỳ nghiêm trọng, đúng không anh? Đó, đúng cụ thể ở rồi. đây á, hành vi chống người thi hành công vụ và giết người, giết nhiều người và giết người có tổ Mục chức và sự chuẩn bị nữa, vì ông ta đã từng làm một cái clip, ông ta họp báo đúng không ạ, ông ta công bố rồi vào bao mấy trăm là sẽ giết mấy trăm, đúng không? ba Và ông trăm ta công bố ba dạ trăm đó, và 300 là tuyên bố là sẽ giết 300, và mua xăng, mua vũ khí, mua lựu đạn là thủ trong gia đình, trong nhà, thì cái đó là khủng bố chứ là gì nữa. Mà một tên thì khủng bố thì bây giờ tụi nó lại đội lên đầu tụi nó đòi xây dựng cũng lại luôn. đấy, mà hôm nay là trong cái y án phúc thẩm là nói rất rõ đốt, mà Dạ. đến cuối cùng mà còn không nhận diện được ba chiến sĩ công an đấy, mới nói là nó có Dạ. cái gì. Còn bây giờ
bản thân thì mình cũng không nắm được rõ được nhiều những các cái ở trong cụ thể Việt Nam, nhưng mà ở miền Bắc về sau này là nhiều những tài liệu để lại nó tra tấn Trần Thị Lý như các anh hùng liệt sĩ trong đấy là nhiều đấy, nhưng mà bọn nó là không nghĩ ra này. Lúc đấy điều tra dân số của mình là năm cỡ năm 1960 là miền Nam có 14 triệu, miền Bắc có 7 17 triệu, tức là Việt Nam mình là có 31 triệu đấy, tức cái tầm cỡ năm 60 đấy điều tra dân số. Nhưng bây giờ riêng ở miền Nam là cũng biết không, bây giờ là nó dồn dân vào ấp chiến lược của thời Ngô Đình Diệm đấy, đưa dân hết, mục đích của nó là tát nước bắt cá mà Quỳnh Thư cũng vậy, tức là lúc đó là mục đích của nó là tát nước bắt cá. Nhưng cuối cùng mà nó không hiểu ra lập ấp chiến lược, bắt đầu đưa dân vào trong đấy, lúc dân đi làm lán vào hắn đã vào, có lính gác đến nơi hắn quản dân đến mức độ đấy, bảo thư hỏi mấy thằng đó là xem là chứ có biết là cái thời thế nào gọi là ấp chiến lược, có cái không định nghĩa, nó không hiểu được cái ấp chiến lược. Ấp chiến lược là hắn dồn thư hiểu, tức là cho dân sống tập trung vào một khu, đến giờ đi làm đến ngày đi làm ra ngoài á thì bắt đầu là đi, còn xung quanh ấp của nó là thả ngỗng này đấy, lựu đạn này và lính gác có chòi canh đến nơi quan sát đấy, là bắt đầu dân tập trung đó, lập ấp chiến lược. Ta là lúc đấy là còn giải phóng mình là phát động dân là phá kìm phá ấp chiến lược đấy, để dân về nhà ở, nhưng nó dồn lại tức là nó, và dần dần đó là cái thế nó bị phá, chứ nó dồn dân lập ấp chiến lược chứ, nhưng nó không hiểu ra là ấp chiến lược đấy là vào dân người ta nhịn ăn, người ta giấu vào quăng vào gánh để bắt đầu mang cơm tiếp tế cho cộng sản. Nhưng nó biết thì không được lòng dân thì làm sao mà có cái chuyện đó đâu, mà dân ở trong miền Nam chúng cái dân ông bắt chạy vào trong đấy mà ở đâu, tức là bản thân nó không có, nó không lấy được lòng dân, ác quá, và sống nó sa đọa tham mô tham nhũng, nó còn đầy rẫy đào ngũ thì triền miên đào ngũ, và cái loại lớn nhất của tổ chức quân đội trên thế giới này là cái thằng là mấy cái anh lính ở trong đấy vào đi không có, vì nó có cái đoạn là bắt quân dịch đấy, chứ miền Bắc thì có ai bắt đấy, nói như trước này với còn người ta còn đi cắt tay lấy máu, viết quyết tâm thư đi xin bộ đội đối thì nhẹ Bỏ cân chất đá đá bỏ mà đá bỏ cho đá vào bụng để cân cho túi. đủ bố học. Nhưng bọn mình cũng đang học giữa cấp 3, lúc đấy lớp 10 là học phổ thông là có 10 lớp thôi chứ không như giờ, người ta còn bỏ học bỏ ăn thì đi không được, người ta còn cầu xin người ta đi giấu đi người ta trốn đi, trong khi đó nó đến nơi là vào là cứ xong cái đến nơi là học lúc 12 không là bắt đầu đi tràn vào thì bắt lên xe các cái cảm chút xe vào làng lập lên, bắt đầu tính là bắt đầu sự cho đi lính thì lấy đâu ra mà tinh thần đấy, phải nói là đến không biết là cái lòng dân người ta oán hận đến đâu mà không biết, mà không biết nếu như dân ở trong đấy mà không thiêu cộng sản không thiêu giải phóng thì thử hỏi thì ở miền Bắc này vào là ai nuôi, đúng không, có ở miền Bắc có vào đấy bộ đội người ở Bắc vào nè, rồi bắt đầu nếu như đến nơi thì làm sao mà giữa đô thị giữa Sài Gòn lộng lẫy như thế mà lại có vẫn có người ngầm để ủng hộ quân giải phóng hoạt động ở trong lòng đấy, biệt các cái nữ biệt động thành ký gán gái con trai tham gia biệt động thành đấy đầy gì ra, thế nó không hiểu được đến nơi làm, mà bây giờ cứ đứng cái rêu rao. Trong cái khổ là cái thế hệ trẻ của một số mà cái F2, F3 thì nằm bên 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 đấy là có khi không hiểu hết mà không được học, và bố mẹ ăn thì theo chính quyền cũ rồi mà lại thái quá mà lại cực đoan đó là chống cộng thì không bao giờ nói những cái điều hay lẽ phải, những cái tốt của cộng sản của chế độ mình đấy. Và chứ gô khen ở đây là đổ hết cho tàn ác thì đấu tố địa chủ là cải cách ruộng đất, rồi bây giờ nhung kình nghĩa là bây giờ là mang lên để cho rằng bây giờ là cái chế độ này là bẩn thỉu, nhưng mà nó không không hiểu được đấy. Mình xem trong đấy thì cũng còn có những thằng nó nói là cộng sản là nắm quyền ở Việt Nam từ thành lập từ những năm 28, nó có biết là Đảng Cộng sản Việt Nam là thành lập chính thức là mùng 3 tháng 2 năm 1930 đâu đấy, và hai là còn là hoạt động bí mật chứ có được hoạt động công khai vì thời Pháp chứ. Giờ Có một người hỏi đến đến hỏi hỏi anh có một người hỏi anh Nguyễn Văn nè, tức là cái chiến lược mà ấp chiến lược của chính quyền Ngô Đình Diệm á, do ông Ngô Đình Du mang nguyên mẫu từ Philippines về, mục đích là tách rời dân tại các vùng nông thôn kiểm soát không thể tiếp cận với cách đúng mạng, đúng không anh? đúng 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 đấy, thế là đến cái hội nó không biết đấy, nhưng mà cuối cùng là gì vào vào lập ấp chiến lược đấy, cái hình ảnh vẫn có cái thật sự là đến nơi là làm, nhưng mà cuối cùng cũng không không làm nổi đấy, bởi vì mục đích là
ở miền Bắc mình ta có câu là quân với dân như cá với nước đấy, tức là đối không lấy cái kim sợi chỉ con dân, cái điều điều thề của quân đội đó là có câu là không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân, quân dân như cá với nước. Thì Ngô Đình Diệm này đưa ra một cái là ấp chiến lược, tức là tát nước để bắt cá đấy, mình hình dung cái hình tượng nó như thế. Thì rõ ràng là nó tát tát nước bằng cách là dồn dân lại đấy, và đi làm là nó có sự giám sát, nhưng nó không hiểu ra là chính quân giải phóng là bây giờ là ở ngoài đồng trong các khu vườn, và đi làm là dân bắt đầu mang ra ra thực tế, ký cả trong ấp chiến lược vẫn mang đi thực tế được cho là, và chính ở đây lại biết nắm chắc chắn được các ấp chiến lược là trong đấy là hoạt động như nào đấy. Rồi ta có cuộc là ba mũi giáp công mà. Chính trị rồi binh vận rồi mặt trận quân sự ngoại giao, thì chính như thế là mình mới thắng được chứ, cho là người dân người ta mới hiểu được trời cuối công ngộ, chứ không được dân lòng dân thì làm sao mà bị giải phóng được miền Nam. Cho nên lúc đó trước đây cũng nói cái từ giải phóng và hay là không giải phóng thì hắn phụ thuộc vào cái thời điểm lịch sử, nhưng lúc đấy là giải phóng miền Nam là đúng, vì miền Nam là bị Mỹ nó đô hộ à, cho nên phải dùng cái từ giải phóng, phải đánh cho Mỹ cút ngụy nhào thì mới giải phóng được miền Nam đấy. Cho cái câu hôm trước đúng không, cũng một lần là nói đến từ giải phóng thế nào thời điểm nào đúng, nhưng từ giải phóng miền Nam là đúng, cho nên có cả một cái bài hát giáp miền Nam đấy. Thì chính như thế là vì giải phóng đó, cái đồng bào là khu vực giải phóng, khu nào mà không có Mỹ ngụy chính quyền nó gầm thì gọi là vùng giải phóng này, và dưới sự lãnh đạo của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đấy, và quân giải phóng là nằm trong đấy đấy. Còn bên kia bên Hải là coi tất cả nó thuộc quân giải phóng rồi, bọn mình vào nơi thuộc quân giải phóng, mũ là coi nửa xanh nửa vàng rồi đấy, à, nửa đỏ nửa xanh là cái thời điểm ở đấy, cho nên phải hiểu, tức là lịch sử cũng biết được như thế mới thấy được cái lòng dân người ta ủng hộ những bọn đào minh quân bọn nó về đúng hai, còn gọi mấy cái bất mãn với mấy cái bị tù tội với chế độ phạt rồi với hai là ngồi chơi xí nước là làm nó được, chứ còn bây giờ đố mấy thằng cha nó mà về nơi mà bây giờ là Mỹ nó không viện trợ mà tự lo lại thắt lưng buộc bụng lại mà làm được lãnh đạo như Đảng Cộng sản của mình, nói cho nên bây giờ bọn nó không không đấy đó Anh Nguyễn Hoa, em xin hỏi cái này à. nè. Rồi À, theo theo cái quan điểm của anh á, tức là sau khi thống nhất đất nước xong là sau 1975 á, hoặc là những ngày cho rồi 1975, rồi ngoài cái lực lượng gọi là em gọi là những cựu chiến binh đi ha, hoặc là những người lính Việt rồi Nam Cộng Hòa thì em không nói nha, em nói ví dụ rồi những người dân á, những người dân ở miền rồi Nam vào thời điểm đó thì họ cũng đi vượt biên hoặc là họ đi rồi đi theo máy bay đi đó, thì theo rồi anh những người đó có được xem là tị nạn cộng sản không? Bởi vì á, với góc nhìn của em á, là nếu mà những người dân thì họ không thể được xem là tị nạn cộng sản được. Bởi vì sao? Cộng sản đâu có làm gì họ đâu, kể cả những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, đúng không ạ? Họ đâu có gọi là tàn sát, hay họ đâu có bắn, hay họ đâu có gọi là những hành quyết cái gì đâu mà phải gọi là tị nạn. Cho nên đối với em nghĩ là cái khái niệm đó là với em á, thì em thấy nó không hợp lý lắm, nhưng mà không biết quan điểm của anh thì thế nào về vấn đề quan này. điểm của quan điểm của mình là nói cũng nó theo chủ quan của mình thôi, tức là khi mình vào là đơn vị mình là tiếp quản Cần Thơ đấy, vùng 4 chiến thuật chứ không 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 vào Sài Gòn, mà tiếp quản là vùng 4 chiến thuật là cụ thể là vào Cần Thơ đấy. Thế thì vào nơi thì cũng có gặp được kỹ cả những anh em đi lính trước à, đi tham gia Việt Nam Cộng Hòa, và cái trung tâm nó mình nhớ là bây giờ lâu giống như hai vợ chồng của một bác sĩ ở của bệnh viện của gọi là vùng 4 chiến thuật của họ đấy, họ còn mang cả trứng vịt lộn vào cho bọn mình ăn cơ mà, chứ là lúc đó miền Bắc mình đâu có trứng vịt lộn, thì con vịt làm nở ra này đi mà nuôi chứ lấy đâu ra mà có trứng trứng vịt lộn đâu, vịt lộn là ấp dở đấy, chắc là thằng À, nào lát lát là lát ổ lát dịch đấy. lát nữa lát nữa em sẽ mời chú Cầm lên, ông cả về ông lừa bộ đội sao nè, ông này ông đó lúc ông vô ông lừa bộ đội đó, lát là Thế kêu ông là cả mình nghe. vào chứ, vào còn nói chuyện hết thế sau họ nói thế này, tức là lúc đấy là gọi là cục chiến tranh tâm lý của chính quyền cũ ấy, là họ mới nói này là quân giải phóng vào, tức là dùng cái không nói là quân giải phóng mà cộng sản, dùng cái từ là cộng sản, chủ yếu là cộng sản vào đến nơi là một là nó tuyên truyền mà cho dân là cái câu mà nhắc đi nó đi nhắc lại chiến tranh lý của nó đấy này, một là cộng sản là quân giải phóng là những người yếu, 7 người không đu rồi gãy nổi một cái cành đu đủ đấy, đấy là một. Cái thứ hai mà nếu là vào nơi sẽ là mà vào đến nơi sẽ có một cuộc tẩm máu
tắm máu, máu. Đấy, yeah. Tắm máu trả thù, cho nên là cái số mà gây tội ác là lo sợ đã đành rồi, nhưng một số khác là sợ bị trả thù. Đấy, cho nên là cũng hốt hoảng đi cái đoạn, yeah. cũng trốn đấy. Nhưng những cái người mà người ta cảm thấy là cũng có trốn không được, sợ thì sợ thật nhưng có trốn không được thì họ ở lại, họ thấy ở lại được. Mà quân giải phóng vào đến nơi là cảm thấy vui, mà thấy khỏe khoắn, thấy hoành tráng, thấy đẹp đẽ đây như thế, yeah. thì họ bắt đầu là đi. Cho nhiều trường hợp lúc là vào đến nơi quân giải phóng vào nơi đóng hết cửa, có những cái vào, có những cái là đi là vào nơi là đóng cửa không dám lò đầu ra. À, nhưng mà khi đi vào thì một người mà kêu chạy không được ấy, thì cũng người là tò mò là bắt đầu ra nhìn, nhìn thì cảm thấy vỗ tay vậy, thì bắt đầu là phải ào, dân mới bắt đầu phải ào ra chứ, chứ cũng có phải yeah. chỗ nào họ cũng ra họ tính đoán trước đâu. Cái chỗ họ biết thì họ ra. Đấy, những cái chỗ mà có cái cơ sở mình ra đến nơi thì bắt đầu dân bắt đầu chạy dần, nhưng mà cũng có những số là núp sau cánh cửa nhìn qua cái hử là nhìn xem là cộng sản như thế nào, ra cảm thấy vui vẻ thì sao mới ào ra chứ. Yeah. Chính là cái tâm lý này. Và sau 30 tháng 4 á, thì thực tế ra là lúc đấy thì bắt đầu cái tình hình là kinh tế mình nó đang khó khăn, mà lúc đấy trong mình ở trong quân khu 9 là đã có liên quan đến đánh thằng Pol Pot rồi. Đấy, yeah. dục dịch rồi. Hai là một số tàn quân á, hắn ở lại thì nó cũng lợi dụng cướp bóc. Đấy. Yeah. Tức là hắn nốt cũng có những cái đầu đó đến nơi là làm mà cứ hôi cổ luôn. Xảy ra. Hôi cổ hôi hết chung. Yeah. Ờ, đủ cộng sản. Mấy ông cộng sản, à, mấy ông giải phóng. Cho nên là dân là cũng bán nghi, và cuộc sống ta phải thừa nhận sau đấy là nó kêu tương đối dài. Nghị quyết 4 năm 76 ra đến nơi cũng nâng lên phấn đấu 21 triệu tấn thực nó có được đâu, được có 16 triệu tấn. Đấy, chứ đời sống không lên được. Rồi hết phía Nam, phía Bắc. Đấy, một nắng hai sương. Bây giờ đến lúc sau khi giải phóng xong thì bây giờ là một toàn bộ miền Nam là không được một giọt nào hạt gạo nào của thẩm mỹ nào. Trước đây là nó cung cấp hết đúng không ạ? Đấy là cái viện trợ của thằng Mỹ nè. Cái thứ hai là những cái nước khác và cái mối quan hệ với Việt Nam Cộng Hòa thì hoàn toàn bị cắt đứt hết. Thế thì riêng cái dân bị lúc đấy là quân số miền Nam nó sẽ lên rồi, phải chắc phải 20 mấy triệu. Thế thì là phải nuôi, phải phía Bắc đưa vào. Chứ bản thân một cái đất nước ở miền Nam lúc đấy là hầu hết là sống nhờ vào viện trợ của Mỹ, tức là miền Nam. Phía Bắc thì các nước xã hội chủ nghĩa họ cũng viện trợ, nó cũng hạn chế vì nói chung chiến thắng rồi. Chưa nói cái sự bao vây cấm vận của một loạt thẩm mỹ đứng đầu các nước khác. Và lúc đấy có đâu là 8 nước ASEAN, 87 nước ASEAN là chống cộng hết. Quan nhau theo đâu. Yeah. Vậy là cuối cùng cái khái niệm theo anh đó, chốt lại cái khái niệm mà tị nạn cộng sản theo anh nó có hợp lý không? Nếu không, mình nói mình đưa về cho người dân đó, cái từ đấy là cái từ của những cái hội mà đi ra nói lý do xin tị nạn chính trị, thì thực tế là tị nạn chính trị. Lúc đấy nó dùng cái từ nạn chính trị thì lúc các nước sẽ vì dễ, hắn vì dễ cho nhập quốc tịch với chủ trương. Chứ không phải nói đất nước tôi khổ quá tôi vượt biên sang bên này đi tôi xin ăn, không phải, mà chỉ có dùng các cái câu đấy là tị nạn cộng sản thì thằng Campuchia mới mở cửa cho sang, thằng Thái Lan mới cho. Chứ lúc đấy thằng Thái Lan nó cho mượn đất Mỹ mà nó còn sợ mình đánh, mà lúc 79 đấy mình đánh là đấy có lúc mình 3 lần mình đánh sang mình tận sâu 5-6 cái số vào cái mà vào đất Thái Vấn đề này dạ anh Văn xin lỗi anh, tức là vấn đề này em muốn em đi tiếp với anh Văn ở cái điểm này nữa. Tức là vào thời điểm đó em công nhận là những tổ chức trên thế giới họ chưa nhìn rõ được cái thực chất vấn đề, cho nên họ chấp nhận những người mà gọi là mang tiếng là tị nạn cộng sản để họ đưa qua bên đất nước của họ, đúng không ạ? Thì cái đó em hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại, bây giờ là tới thời điểm hiện tại, mọi cái sách trắng, mọi cái bạch hóa gì nó đã rõ ra hết rồi, đúng không anh? Đúng thì rồi, xét trên góc độ nào đó, cái khái niệm tị nạn cộng sản là nó không có giá trị. Vậy đúng tại rồi, sao hiện tại bây giờ không giá trị, đúng không anh? Vậy tại sao hiện giờ vẫn còn một số tổ chức ở nước ngoài lợi dụng cái câu chuyện này và nó đưa những thành phần gọi dân chủ cội, giống như anh thấy được, và coi những thành phần dân chủ cội mà chống phá đất nước mình xong thì nó lại hô hào, nó bảo là nó phải chạy tị nạn cộng sản. À thì bên kia, thì những thế lực bên kia nó lại hợp thức hóa với tờ cho bọn này để nó đưa cái bọn này đi qua bên kia, giống như con nấm độc, đúng không ạ? Điếu cày những thành phần đó. Bởi vậy anh thấy là ở đây là tức là rõ ràng xét theo một cách nào đó
chứng tỏ là những cái người đó, nước đó, nước lớn đó, họ đã can thiệp thô bạo vào Việt Nam chúng ta, đúng không Đúng, anh? đúng Bởi vì rồi. cái khái Tức niệm là tị nạn hiện cộng giờ sản là không còn nữa, đúng không? không còn cái nước cái tị tiến, nạn nó tức hoàn là toàn bây tầm bậy. giờ Dạ, chứ ông nào đó ông thì lên bây giờ ông thích nó đi Mỹ, là ông thích đi Mỹ, ông thích đi Canada, cái ông đứng lên ông chửi chế độ, ông chửi nhà nước, xong cái ông hô hào ông to biện lên, ông bảo là tôi phải đi tị nạn cộng sản. thấy cái điều nực cười đó nằm nó ở đây không đó? ta ta gọi là nó đúng ra là nó là tị nạn chính trị, tức là có một số ít là các quan chức mà cuối cùng là chống đối lại chế độ, không công nhận chế độ và bắt đầu ra nơi thì lấy cớ là xin tị nạn chính trị. Đấy. Thì tị nạn chính trị thì không phải là tị nạn cộng sản. Đấy. Vì thực tế ra này không phải là riêng có là chế độ của mình là phải là tị nạn chính trị, tức là tôi không ủng hộ chính quyền tôi chạy đi nước khác, thì đất nước khác cũng có chứ, thằng Mỹ không có được ăn sang đất nữ thì đến nơi là không ưng cái chế độ, mà chế độ nó là vì nó không đồng tình với chế độ đấy thì chạy, thì hắn thuộc là tị nạn chính trị. Đấy. Đúng là cái tị nạn chính trị không phải là chế độ cộng sản. Đấy. Vì cái tị nạn chính trị và tị nạn cộng sản nó có ta là độc đảng, là đảng cộng sản lãnh đạo, thì nó dùng ra câu, chứ còn nó là cái xin tị nạn cũng như là thành tín ấy, là tị nạn chính trị chứ không phải là tị nạn cộng sản. Nó cộng sản nó cho là bây giờ nó gắn một cái cộng sản, nó có nghĩa là cái chế độ cộng sản là thối nát thế nọ thế kia, nó bất đồng nó không nói được lại, nhưng tị nạn chính trị tức là anh không ưng cái chế độ đấy là xin tị nạn đấy. Vì chắc còn thơ thì nhiều chứ, thằng 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 Hàn Quốc hắn chạy đi sang nước khác thì không nói đến nơi là do là cái chế độ nó trốn được đi, thì cái nước nào cho phép thì hắn vẫn là tị nạn, nhưng mà đấy là tị nạn chính trị chứ nó không phải là cái tị nạn cộng sản. Hắn bố méo đi, còn bây giờ là vì hắn dùng cái cộng sản Xuyên bây tạc giờ đúng không ạ? hắn xuyên tạc, thực tế là xuyên tạc, nhưng cái người nào không hiểu thì nghe cứ mơ mơ hoặc hoặc à, chắc cộng sản đảng cộng sản lãnh đạo cho nên thì chỉ chạy theo cái chế độ đấy, chứ còn cái đất nước nào thì anh đã vi phạm cái luật pháp đến nơi thì rồi bị rồi có thằng thì là gọi là nhân quyền. À, lại đứng bây giờ nhân quyền, nhưng cái nhân quyền thì nó cũng 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 anh lên đây chống đòi đòi nhân quyền, nhưng mà cái luật pháp anh người ta chưa cho phép thì anh lên đến nơi bắt nó vô tù, cho đến nơi thì anh lại có là đây là vi phạm nhân quyền. À, cho nên đến như cái thằng cha Có có câu thằng nè gì anh, vậy. chúng ta thấy một sự thật, trước giải phóng á, quyền Sài Gòn đã tuyên truyền cộng sản sẽ trả thù tắm máu. Sự thật khi Đúng giải phóng không có chuyện tắm máu trả thù, rồi còn những người phục vụ chế độ cũ được tập trung học rồi tập và cải tạo, rồi sau đó được tự do. Cái này là em làm đúng nhân chứng sống, là tự này là ba em, là ba em làm trong trường hợp này. Vì đúng vậy rồi không có việc tị nạn cộng sản của những người đi trước giải phóng hoặc vượt biên, cho nên rồi ngay ngay sau khi giải phóng chúng ta vẫn tạo điều kiện cho họ đi theo diện HO, vậy không có chuyện tị nạn cộng sản, đúng không anh? Rất là đúng hợp lý rồi luôn, em cũng công nhận bây giờ cái việc này. mình nói thế này này, bây giờ là chế độ nào cũng thế thôi, dù đang nguyên đang biết, nhưng mà anh chống đấu chế độ và anh là bên kia, gọi là bên kia dưới tuyến, thì khi bên nào thắng thì bên kia là anh chưa học rõ, chưa hiểu rõ được, anh ngồi trong cái chế độ đấy anh không học sâu về lịch sử về chế độ, thì đương nhiên người ta dùng là tập trung vào cái tạo tùy theo cái mức độ là đã tham gia chính quyền lâu cấp trước như thế nào, để có một thời gian nhất định để học tập chính trị, thực tế là học tập chính trị để thấm nhuần cái tư tưởng của chế độ mới, nôm na là thế, của chế độ cầm quyền, đấy là mục đích. Thế thì bây giờ nó cũng lợi dụng cái đấy cho rằng thế nọ thế kia là vào giờ này, nhưng phải nói rằng là lúc đấy không phải là đi 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 cải tạo là sướng gì đâu, mà cái người dân ở ngoài không có gì sướng gì đâu, vì bây giờ tất cả là gần như là kinh tế thì quyệt quệ sau chiến tranh, các nước ủng hộ từ xã hội chủ nghĩa cho đến là tư bản thì miền Nam thì mất gọn rồi, phải nuôi hết cả miền Nam, miền Bắc thì trước đây làm cũng được bao nhiêu cũng đưa hết phục vụ cho chiến tranh hết rồi, cho nên đi lại từ cái đống đổ nát mình cứ thừa nhận nó này, cho nên là lúc đấy thì lại bản thân những cái người là trong chính quyền của chế độ cũ đi của Nguyễn Văn Thiệu và kể cả quân đội cũng như là dân sự mà đi 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 tập trung để cải tạo đấy, thì vào thì tất cả những trường hợp đấy là đều được ăn uống sướng cả, tức là khi chế độ nó còn Nguyễn Thiệu còn thì được ăn uống sung mặc sướng, Mỹ nó đầy thọ cho đến tận răng, thì lúc vào một chỗ khổ như quân giải phóng như miền Bắc thì không chịu nổi đấy, Chú đúng cầm không, thoát ra thì là lại một càng con cái cái ông mất cái càng cam mà chú cầm. đấy,
thì kêu ca là đúng thôi, nhưng cũng không có hiểu là bản thân là người người ta có công có đang làm nơi người ta cũng không sướng gì hơn mình, mà mình được ăn đi cầm hơi để học tập để 2 năm 3 năm tùy theo từng cái đối tượng một để kéo dài. Và xong đấy thì cái tính đến nơi thì ở Mỹ thì nó cũng là dã danh thôi, bây giờ trước tao nuôi mày chán, bây giờ không được bảo mày đánh anh đâu, bây giờ thua đi sang đây tao nuôi, tao nuôi thì họ đưa sang, thì cái tính cũng có tính nhân văn của họ, thì bây giờ họ đưa sang thì họ đi thì họ đưa sang, nhưng mình phải hiểu là bản thân họ nuôi mình, bảo mình, nuôi mình dạy mình làm không được, mà cuối cùng nó phải đã chốt mang bụng phải đều bồng thôi, thì là phải đưa sang bên đấy, đưa sang bên đấy để là cần thiết thì nhập quốc tịch, cho ăn chỗ ở, thích về Việt Nam thì cho mày quay lại, mà không ở đây thì đừng có cho rằng đây là ông tốt. Ông chế độ ông là bây giờ là đến giờ là gần là 250 60 năm rồi là người ta không chiến tranh, chỉ có đi lấy thì tài nguyên khoáng sản là đánh nhau ở các nước mang về thôi. Việt Nam mình được ít than ít mỏ đến nơi thì hết thời nọ đến thời kia, thằng Pháp thì gần 100 năm, Mỹ cũng 20 mấy năm thì nó lấy được cái gì nó lấy cả rồi, chỉ còn cái gì đó ta chủ yếu là than nữa, đúng không? Việt Nam mình có than thì bây giờ từ Pháp đi phu đi, đi rồi trồng cao su để đến cao su chủ yếu dân miền Nam thì toàn đi phục vụ cho nước ngoài, mình có còn cái gì đâu, đúng không? Đi lên từ một cái đống đổ Ông nát cầm đi ông đấy, cầm thì khóc quá còn cái gì trời, đó. tôi cầm ông khóc quá trời. Đấy thì hỏi anh cầm nhá, đấy hỏi anh cầm đến nơi đúng là anh cầm hôm bữa là 30/4 nằm ở đâu, nhưng mà ở Đồng Văn hay là ở Bắc vào đấy, qua vậy vậy Campuchia bắt đầu đi qua sông Vĩnh Tế, qua lộ cây sắn thì qua sông Tiền sông Hậu bò xuống rừng U Minh thì Bạc Liêu Rạch Giá.